Thưa quý vị, những ngày này, cánh đồng sen Trà Lý ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu bung nở. Sen không mọc ở vùng đầm lầy, đồng bằng mà lại mọc ngay dưới chân núi khiến nhiều người thích thú. Những đồng sen Trà Lý mọc san sát nhau từ ruộng đồng, bờ kênh cho tới khoảnh sân trước nhà, đặc biệt là ngay dưới chân các khối núi lớn. Nếu đến đây vào sáng sớm, sẽ được tận mắt chứng kiến khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Dưới chân những dãy núi là hàng ngàn hoa sen bung nở, khoe sắc hồng giữa lớp sương mai bản lãng. Do nằm gần hai di sản lớn là thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, nên những cánh đồng sen này được rất nhiều du khách nước ngoài biết đến. Phải nói rằng đây là một địa điểm đặc biệt đẹp. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng phải nói rằng đây có cảnh rất đẹp. Khi đến đây tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của hoa sen và nghe được mùi tinh khiết của hoa. Người dân Trà Lý lâu nay chăm sen để lấy hạt, bán hoa kiếm thêm thu nhập. Vài năm gần đây, bà con còn biết tận dụng để làm du lịch. Trong cái bản đồ và du lịch của tỉnh thì cũng có cái địa điểm này, và đồng thời đó là chúng tôi cũng là mong muốn trong tương lai sẽ cùng với chính quyền địa phương sẽ quy hoạch cái khu này nó bài bản hơn, sẽ có một cái cơ quan phối hợp với người dân để cùng quản lý và khai thác, và đặc biệt là phải giữ cho được cái hồn quê, cái mộc mạc của cái điểm đến này theo hướng xanh và bền vững. Cánh đồng sen Trà Lý ở Quảng Nam đang ngày càng hấp dẫn hơn đối với khách du lịch, tạo thêm điểm tham quan thú vị trên hành trình khám phá mảnh đất miền Trung.